Thưa quý vị, chiều qua ngày 5 tháng 3, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh đi kiểm tra thực tế tiến độ các công trình tuyến đường ven sông Tuyên Sơn, Tuy Loan, tuyến đường DH2 và tuyến đường DT601. Tuyến đường ven sông Tuyên Sơn Tuyên Loan có chiều dài 2,2 km, đi qua địa bàn hai xã Hòa Châu và Hòa Dương, huyện Hòa Vang. Hiện còn vướng 17 hồ sơ trả ký biên bản bàn giao mặt bằng, nhận tiền bồi thường nhưng chưa thắng giữa nhà và kiên trúc và hiện đang gặp khó khăn về đất sang nền cho gần 50% km đường còn lại. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh yêu cầu huyện Hòa Vang phối hợp với ban quản lý tiếp tục vận động kỳ chân bàn cho mặt bằng trước ngày 15 tháng 3. đối vơ hết đất sang nền, giao các sở ngành có liên quan phải làm việc với các đơn vị được cấp phép khai thác mỏ đất cung cấp khoảng 200.000 mét khối cho giảm trọng điểm này. Còn tuyến đường DH2 từ Hòa Dương đi Hòa Sơn, đến nay tuyến đường chính đã cơ bản hoàn thành công tác giải tỏa. Các đơn vị thi công đang hoàn trả mương thủy lợi, cống dọc, thi công bóng cấp phối đa dầm, thảm bê tông dựa và lát vỉa hè. Các tuyến dánh đường dân sinh hiện còn vướng 33 hồ sơ về tường rào cổng ngõ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh yêu cầu ban giải phóng mặt bằng huyện Hòa Văn tiếp tục vận động kỳ dân bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 4 để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình vào ngày 30 tháng 6 năm nay. Đến kiểm tra toàn tuyến DT601, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, đồn đốc nhà thầu triển khai thi công cây kết đoạn đã có mặt bằng phối hợp với chính quyền địa phương và ban giải phóng mặt bằng vận động 206 hồ sơ còn lại hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ nhà cửa và kiến trúc trên đất thu hồi để tiếp nhận thêm mặt bằng thi công. Có mặt bằng đủ điều kiện thi công đến đầu sẽ triển khai thi công ngay đến đó. Đồng thời tập trung nhân lực, thiết bị, tăng ca để nhanh thi công cuốn chuyến dứt điểm trên các đoạn đã có mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ, tạo điều kiện giao thông thuận lợi cho người dân, vệ sinh môi trường trên tuyến. Sau đây đi kiểm tra là thấy là, là tiến độ là cũng tương đối uh, tốt nhưng mà từ đây đến cuối tháng 6 là cũng phải nỗ lực chứ nếu không là khó nếu thật thời tiết thuận lợi chứ nếu thời tiết mà mưa một cái là tiến độ sẽ chậm à, cho nên đề nghị là chủ bông quản lý là bấm sát công trường yêu cầu các đơn vị thi công là, là, là phải đẩy nhanh tiến độ quy động lực lượng vì đây là công trình trọng điểm của thành phố còn huyện hòa vang thì khẩn trương tiếp dân để giải quyết dứt điểm những cái kiến nghị của nhân dân xung quanh cái đường sáu này được biết, công trình đăng cấp cải tạo đường DT601 là tuyến giao thông huyết mạch ở vùng Tây Bắc Hòa Vang đi qua ba xã Hòa Sơn, Hòa Liên và Hòa Bắc, huyện Hòa Vang với tổng chiều dài là 35,6 km. Tổng mức đầu tư dự án là 643 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 5 năm 2020, dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2021. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dự án vẫn chưa hoàn thành, gây khó khăn và bức xúc cho người dân khi đi qua tuyến đường này.